Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Kỳ họp thứ 94 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về phương án bố trí vốn và tạo nguồn cho một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh thiếu lao động, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực thu hút người lao động. Phát hiện 12 tấn hàng có dấu hiệu vi phạm đang trên đường sang Nam Định tiêu thụ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp thứ 94 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe và cho ý kiến về phương án bố trí vốn và tạo nguồn cho một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã nghe báo cáo nhu cầu nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình, phương án tạo nguồn bố trí vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, gồm dự án đường 221A có chiều dài tuyến khoảng 17,8 km trên địa bàn huyện Tiền Hải, dự án tuyến đường bộ ven biển có chiều dài 34,42 km đi qua hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, dự án đường từ thành phố đi Cầu Nghìn đang được thẩm định với chiều dài tuyến dự kiến khoảng 23,9 km. Các dự án này cần tổng số tiền đầu tư trên 3.900 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn nhà thầu thi công có năng lực tài chính, kỹ thuật, có kinh nghiệm và phải ký bảo lãnh thực hiện công trình đúng kỳ hạn, có cam kết từ đầu không chuyển nhượng hay sang tên dự án, gắn trách nhiệm nhà thầu với chất lượng, tiến độ của công trình. Đồng chí thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 cho công trình này từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng để đủ thực hiện theo quy định của luật đầu tư công. Do đó sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn công trình nắn đê biển số 8 kết hợp giao thông từ 140 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng. Để có vốn khởi công dự án ngay từ bây giờ, thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 đã bố trí cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ ứng phó với biến đổi ven biển huyện Thái Thụy, giảm từ 40 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng để bổ sung 2 tỷ đồng cho dự án Thư viện Khoa học Tổng hợp. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Giao Ban Cán sự Đảng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với lãnh đạo Thư viện Khoa học Tổng hợp khẩn trương di chuyển tài sản trang thiết bị của thư viện sang một trong hai địa điểm là nhà thi đấu đa năng hoặc nhà văn hóa lao động. Về ba dự án giao thông trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương cho phép khai thác các quỹ đất khoảng 783 ha để có nguồn thu dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng với tinh thần chung là toàn bộ số tiền khai thác được ở những quỹ đất này phải tập trung xây dựng ba công trình trọng điểm nêu trên. Về kinh phí hỗ trợ cho các địa phương có những tuyến đường này đi qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét trên cơ sở đề xuất thực tiễn của các địa phương để bố trí cho hợp lý. Để khai thác các quỹ đất thực sự có hiệu quả, đồng chí thống nhất yêu cầu quy hoạch đất ở với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh có tầm nhìn từ 50 đến 100 năm, phải hình thành những khu đô thị văn minh hiện đại để đảm bảo vừa khai thác quỹ đất vừa tạo ra giá trị mới trên những mảnh đất này. Về phát triển công nghiệp dịch vụ trên các tuyến này thì phải tuân thủ theo kết luận 66 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Đồng chí cũng lưu ý cần hạn chế thấp nhất việc thu hút phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên tuyến. Nếu có thì phải thực hiện theo luật đầu tư để bảo đảm trong quá trình khai thác quỹ đất vẫn phải tạo ra nguồn lực để đầu tư. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố có liên quan chủ động ra soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nếu thấy cần thiết. Các ngành chức năng của tỉnh tổ chức hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình thực hiện. Cũng liên quan đến vấn đề này, trước đó vào sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020 để bố trí vốn cho dự án Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình. Đồng thời nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất để tạo nguồn xây dựng 4 tuyến đường.
sau khi nghe hai sở và các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng thư viện tỉnh năm 2019. Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì trong tháng 9 năm 2019, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phải ký hợp đồng để di chuyển thư viện tỉnh và trong tháng 10 năm 2019 tiến hành di chuyển và thu dỡ các công trình liên quan ra khu vực mới để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Trong quá trình di chuyển cần phải lưu ý bảo quản cẩn thận tài sản, nhất là các tài liệu quý ở trong thư viện. Đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công, hoàn thành và khánh thành công trình trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Liên quan đến đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có báo cáo chi tiết. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ họp và cho ý kiến cụ thể. Đối với báo cáo xây dựng 4 tuyến đường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành tham mưu giúp tỉnh trong việc nghiên cứu xem xét phát hành trái phiếu địa phương để huy động nguồn, thống nhất xin cơ chế đặc thù từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 3 tuyến đường là tuyến đường bộ ven biển, đường 221A và đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn, thống nhất đối với dự kiến quy hoạch và diện tích đất đối ứng dành cho các dự án này. Trên cơ sở đó, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép quy hoạch các quỹ đất trên để tạo nguồn vốn xây dựng các tuyến đường. Cùng với đó, trong năm 2019 sẽ cho phép triển khai lập quy hoạch dự án đầu tư quy hoạch khu đất ở khoảng 30% diện tích trên. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện rà soát thật kỹ quỹ đất này. Trên cơ sở quỹ đất đặc thù ở từng vị trí thì sẽ xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch xây dựng khu dân cư theo hướng đô thị và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn thu từ quỹ đất sẽ thu về ngân sách tỉnh tạo nguồn xây dựng các tuyến đường. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, trong buổi làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, ông Kenichiro Miki, Chủ tịch Toray International Inc. cho biết, Việt Nam là điểm đến hứa hẹn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nên chúng tôi muốn đầu tư mở rộng sản xuất tại nước này. Toray International là công ty thương mại thuộc tập đoàn Toray Industry, chuyên kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ như may mặc, quần áo, điện tử, xử lý nước, hàng hóa tiêu dùng, dụng cụ đánh bắt cá, hộp nhựa tổng hợp và vật liệu công nghệ. Công ty hiện có 10 nhà máy và đối tác tại Việt Nam. Sau khi khảo sát một số địa phương ở Việt Nam, Toray International đã quyết định đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Trong thời gian tới, công ty sẽ hoàn tất kế hoạch đầu tư chi tiết và sẽ sang Việt Nam để trao đổi cụ thể hơn về kế hoạch này với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình giới thiệu về các lợi thế và kế hoạch phát triển của tỉnh Thái Bình, trong đó có khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí hoan nghênh quyết định đầu tư vào tỉnh Thái Bình của Toray International và cam kết tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp có uy tín và sở hữu các công nghệ tiên tiến như Toray khi đầu tư vào tỉnh. Chuyển sang các tin tức khác. Sáng nay, đoàn giám sát của tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát tại Sở Y tế về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay. Trước khi làm việc tại Sở Y tế, đoàn đã tới kiểm tra thực tế tại khu điều trị chất lượng cao của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Khu điều trị chất lượng cao là một trong 7 dự án mà Sở Y tế phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư từ năm 2015 đến nay. Cũng từ năm 2015 đến nay, có 5 bệnh viện được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu. Toàn ngành y tế có 17 đơn vị thực hiện liên doanh liên kết đầu tư trang thiết bị với tổng số 21 chủng loại thiết bị. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Sở Y tế. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở Y tế nghiên cứu đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau giám sát, tăng cường kiểm tra giám sát sau đầu tư, kịp thời chấn chỉnh, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát tình hình quản lý sử dụng đất đai và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Qua giám sát tại công ty may Verovans, cụm công nghiệp Quỳnh Giao, công ty sản xuất vật liệu xây dựng Liên Minh, cụm công nghiệp Quý Ninh và công ty Ngọc Diệp, cụm công nghiệp Đập Neo, nhận thấy công ty Verovans có đầy đủ các thủ tục về sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất vẫn còn thấp. Đối với công ty Ngọc Diệp, đoàn xác định doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư kinh doanh.
Riêng đối với công ty Liên Minh, mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, nhưng doanh nghiệp đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình nhà xưởng kiên cố là vi phạm các quy định của pháp luật đến mức phải xử lý. Vì vậy, đoàn giám sát đề nghị công ty Liên Minh dừng hoạt động đầu tư, xây dựng để phục vụ cho công tác thanh tra kiểm tra tới đây. Các sở ngành của tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở tham mưu với tỉnh hướng giải quyết. Đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường hoạt động giám sát sau đầu tư. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các đơn vị ngành chuyên môn rà soát, kiểm tra thực trạng sử dụng đất đai, tình hình đầu tư kinh doanh ở các cụm công nghiệp, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chương trình thời sự tối nay sẽ tiếp tục với các thông tin về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh, khu công nghiệp Phúc Khánh đã tìm hiểu nghiên cứu các mô hình nuôi bò thịt, bò sinh sản ở Hòa Bình, Hà Nội và một số địa phương khác để đưa ra phương án sản xuất khung nhà thép tiền chế ứng dụng trong chăn nuôi bò tại Thái Bình. Ưu điểm của mô hình này là có trọng lượng nhẹ, cấu trúc đơn giản, thi công nhanh, các chi tiết được thiết kế sẵn tại nhà xưởng và lắp ráp ngay tại công trình, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến chất lượng công trình. Chi phí xây dựng tối ưu, kết cấu thép khó bị biến dạng trong quá trình sử dụng, chi phí bảo trì, sửa chữa thấp. Mô hình này còn có một điểm nổi bật nữa là hoàn toàn có thể mở rộng diện tích xây dựng tối đa vì tăng được khoảng cách giữa các cột, có thể tái sử dụng khi cần dỡ bỏ thay thế. Nhà thép tiền chế đang là xu hướng chọn lựa nhiều nhất trong xây dựng các trang trại chăn nuôi. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh sẽ đưa vào thử nghiệm ở một số nơi trên địa bàn tỉnh để tiến tới sản xuất đại trà. Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà có khoảng 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các mặt hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan. Tuy nhiên, từ khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra, thì thị trường này đã không còn ổn định, khiến đơn hàng xuất khẩu sụt giảm từ 10 đến 20% so với trước đây. Cá biệt, có những doanh nghiệp giảm tới 30% đơn hàng, điển hình như công ty Nam Thành. Phía doanh nghiệp cho biết, trước đây mỗi tháng công ty xuất sang Nhật Bản khoảng 100 tấn hàng, thì nay chỉ được 70 tấn. Doanh thu của công ty giảm từ 400.000 đô một tháng xuống dưới 300.000 đô một tháng. Doanh nghiệp lo ngại khi hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ bị hạn chế, sẽ dẫn tới dư thừa và tràn sang thị trường truyền thống của doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để tạo thuận lợi cho xuất khẩu, khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có giá thành cao hơn của Trung Quốc, cũng đẩy xuất khẩu của ngành dệt may vào thế bất lợi. Giải pháp trước mắt mà doanh nghiệp đưa ra là tập trung ưu tiên cho những đơn hàng đã ký, giữ vững chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm thị trường mới. Ngành dệt may hiện sử dụng nhiều lao động nhất tại tỉnh Thái Bình. Nhu cầu về lao động trong ngành công nghiệp này thường rất cao. Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động đang diễn ra ngày càng gay gắt, trong ngành dệt may hiện nay thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp lớn bằng những cái mức lương thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên họ lại có cách giữ chân người lao động bằng việc là họ đảm bảo một môi trường làm việc thân thiện, thuận lợi và việc duy trì những công việc ổn định cho người lao động. Tận dụng lợi thế là doanh nghiệp may lớn nhất tại xã Vũ Hòa, huyện Kiến Sương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hương nỗ lực duy trì công việc ổn định cho người lao động trong bối cảnh từng gặp không ít khó khăn trong sản xuất. Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, công ty hầu như không để xảy ra tình trạng nợ lương thưởng người lao động. Thực ra những cái doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi ấy, thì nó có một số cái mà cần phải theo, đó là môi trường làm việc, luôn luôn tìm kiếm khách hàng. Và mọi cái chế độ cho công nhân ấy, chúng tôi cũng bắt buộc phải theo vì với giữ được chân người lao động. Khi xây dựng cơ sở 2 tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Toàn không nghĩ rằng sẽ nhanh chóng tuyển dụng được 300 công nhân trong một thời gian ngắn. Không những thế, doanh nghiệp này còn thu hút được nhiều người có tay nghề đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn trở về đầu quân. Tất cả cái chế độ mà công ty chúng tôi hiện nay đều đảm bảo đúng luật. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái chế độ, ví dụ như là chúng ta thưởng chuyên cần, thưởng năng suất chất lượng, chúng tôi đã thu hút được 300 lao động. Ngoài các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa thường đưa ra một số quyền lợi riêng cho người lao động tùy theo điều kiện của công ty.
và thực tế cho thấy doanh nghiệp nào đảm bảo tốt đời sống cho người lao động thì doanh nghiệp đó sẽ thu hút và giữ chân được họ. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin liên quan đến an ninh an toàn giao thông. Hồi 10 giờ sáng nay mùng 10 tháng 9 năm 2019, trạm cảnh sát giao thông Cầu Nghìn, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Bình và đội quản lý thị trường số 1, cục quản lý thị trường Thái Bình phối hợp kiểm tra tạm giữ một xe đầu kéo chở khoảng 12 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Xe mang biển kiểm soát 14C18221 kéo theo rơ móc 14R00307 di chuyển theo hướng từ Hải Phòng đi Thái Bình. Khi đến km 59 100 quốc lộ 10, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thì bị lực lượng liên ngành phát hiện kiểm tra. Qua khai thác thông tin ban đầu, lái xe khai nhận trên xe chở khoảng 12 tấn phụ tùng máy móc dùng để lắp ráp xe ba gác và một số mặt hàng khác đang trên đường sang tỉnh Nam Định tiêu thụ. Qua kiểm tra bước đầu nhận định một số hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình đang tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, tình trạng học sinh đi xe dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, hàng ngày vào giờ tan học, hàng trăm học sinh vẫn vô tư dàn hàng, dù trên đoạn đường này có mật độ giao thông đông đúc. Bên cạnh đó, còn là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, thậm chí kẹp ba. Hành vi này gây khó chịu với những người khác khi tham gia giao thông, tiềm ẩn những rủi ro khó có thể lường trước được. Nếu không cẩn thận, các xe rất có thể bị móc vào nhau, gây tai nạn hoặc đâm phải chướng ngại vật, va chạm với các xe khác. Vì vậy, thời gian tới cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan chức năng, việc giám sát từ phía nhà trường và đặc biệt là sự giáo dục từ phía các bậc phụ huynh đối với con em mình trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn diễn ra thì việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các em cần được chú trọng. Đây cũng là việc làm mà trường tiểu học Thụy Sơn, huyện Thái Thụy đẩy mạnh thực hiện thời gian qua để đảm bảo an toàn cho các em khi tới trường. Đầu năm học, trường tiểu học Thụy Sơn đã chỉ đạo tất cả giáo viên các khối lớp đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh thông qua các giờ học chính khóa và ngoại khóa, đảm bảo các em học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản nhất để tham gia giao thông an toàn, như luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không đi dàn hàng ngang trên đường, nhất là trước giờ vào học và khi tan học. Các thầy cô giáo phối hợp với các bậc phụ huynh trong đón nhận con cái, đảm bảo các em tham gia giao thông trên trục đường 456 và các tuyến đường xã an toàn nhất. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp trong đảm bảo an toàn giao thông nên nhà trường không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến học sinh nhà trường, đảm bảo an toàn cho các em khi tới trường. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.